Một điểm trông giữ xe khu vực đền Quán Thánh, quận Ba Đình. Xe máy theo quy định ban ngày gửi giá 5.000 đồng một lượt, nhưng ở đây thu 10.000 đồng một lượt. Tại một số điểm vui chơi, khu di tích tâm linh khác, ô tô gửi theo giờ cũng phải trả tiền cao gấp đôi, thậm chí cao hơn. 50.000. Vâng, anh thấy cái mức giá đấy thì nó như thế nào? Thôi ngày Tết thì trả ra hơi cao, nhưng mà thôi cũng được, còn hơn là không có chỗ đỗ, vì giờ rất đông. Không chỉ thu tiền cao quá giá, hầu hết các điểm trông giữ qua kiểm tra đều trông vượt quá diện tích được cấp phép. Nhiều điểm cấp phép trông giữ xe máy, xe đạp thì trông giữ cả ô tô, hoặc chỉ được cấp phép trên vỉa hè thì trông giữ cả dưới lòng đường. Quán triệt anh em là luôn luôn phải tuân thủ đúng quy định. Nhưng mà nhiều lúc ở đông hoặc giữa lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với phòng cảnh sát trật tự PC04 mà tôi cương quyết trong cái đợt cao điểm sau cái vụ Tết và cái lễ hội mùa xuân thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các điểm tâm linh, nhất là các cái điểm về lễ hội để vấn đề chống cái vấn đề đó là các điểm được cho phép trông giữ mà thu tiền quá giá là một, thu quá diện tích được phép trông giữ, ba là vấn đề đó là có vấn đề là chèo kéo người vào gửi phương tiện. Chỉ trong một buổi kiểm tra ngày mùng 4 Tết, lực lượng liên ngành thành phố đã xử phạt hành chính với 4 điểm trông giữ xe vi phạm, phạt tiền gần 30 triệu đồng. Trước đó tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, công an cũng đã xử phạt 15 điểm, trong đó có điểm trông giữ tăng giá vé gấp 3 lần quy định. Sau khi xử phạt và ký cam kết, nếu tái phạm, lực lượng chức năng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ này.